Và đây liên tục xin chào mọi người, cho Thanh xin mời vị chào đón một giọng hát rất là ngọt ngào, một gương mặt rất là khả ái. Quý vị đã từng xem rất là nhiều trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, đặc biệt là chương trình nghệ sĩ thần tượng. Và xin mời vị cho một tràng pháo tay chào đón quán quân bông lúa vàng 2020, nghệ sĩ Hàn Ni. Dạ, lời nói đầu tiên hàng này cũng xin chia buồn cùng gia đình và dạ, kính chào các cô chú anh chị, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương trân trọng nhất. Dạ, cũng để tiếp nối chương trình, dạ thì hồi nãy dạ hàng này có tới thì cũng có một người cô nói là rất thích hàng này hát một cái trích đoạn trong chương trình nghệ sĩ thần tượng do đài Chỉnh Long tổ chức. Thì dạ thì bây giờ dạ con cũng xin gửi tặng đến cô cùng với các cô chú anh chị với một cái trích đoạn trong vở tuồng Lôi Vũ. Bình ơi, rồi sao ngày mấy đây em sẽ không còn được nghe tiếng anh cười, không còn được nghe tiếng anh nói nữa Bình ơi. Cầu xin ơi minh chứng cho con vui thương xuống mồ sâu. Bình ơi, rồi sáng ngày mai khi con thuyền kia sẽ đến về phương trời, người con gái với nỗi đớn đau còn hoàng nặng tâm tư nào ai thấu rõ tuổi đang xuân với mối tình vừa chớm nở sao ai nỡ cách chia cho đôi đường đôi ngã đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn ba hình bóng mảnh mờ trong sương lạnh chỉ còn em đứng đây nghe chết lạnh cả tim mình rồi sáng ngày mai. Xin cảm ơn.